Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. Gia Hân Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. AirTalk by AirVoice, một công ty viễn thông uy tín được thành lập từ năm 1999 với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ di động miễn phí cho các gia đình thuộc diện thu nhập thấp hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ liên bang như SNAP, Food Stamps, Medicaid, SSI, v.v. AirTalk tự hào là nhà cung cấp hàng đầu các dòng điện thoại cao cấp như iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel hoàn toàn miễn phí cùng mạng 5G và gọi quốc tế về Việt Nam không giới hạn. Chỉ có tại AirTalk, liên lạc 1-866-386-3003 để ghi danh hoặc ghé qua các cửa hàng lân cận để nhận ưu đãi. AirTalk, viễn thông miễn phí, dành riêng cho bạn. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today trong chương trình phát hình ngày hôm nay thứ hai đầu tuần. Chúng ta cùng bước vào ngày 23 tháng 10, 2023. Vẫn là lời cầu chúc tốt đẹp nhất từ Thái Lê Diệp và Dũng. Mong rằng chúng ta có một ngày đầu tuần dồi dào sức khỏe và sẽ giữ như vậy cho đến nguyên một tuần lễ làm việc, thưa quý vị. Xin kính chào Thái Lê. Xin kính chào Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay hình như mưa lớn quá, thành ra bạn đi trễ phải không? Hình như hôm nay là anh nên gọi điện thoại cảm ơn mẹ của tôi đó, tại vì bà có gõ cửa phòng ngủ, bà nói con ơi, mẹ đang ở đây. May quá, mà lúc đó tôi gọi là 7:40 rồi, cái giọng còn đang ngái ngủ, nói em sẽ chạy tới liền. Lúc mà tôi sáng sớm tôi ra đường, tôi thấy trời thì mây mù, tôi đã buồn trong lòng rồi. Tôi nói ồ, như vậy là tối mà không biết là sương nặng hạt hay là mưa nhẹ, mà cái đường đấy nó cũng bị ẩm ướt một tí, thì không biết là sương hay là sương mù hay là mưa nhẹ. Mà hy vọng đó chỉ là sương mù của mùa thu thôi. Mà ta cảm thấy cái mùa thu nó đã về thật gần rồi. Chắc là sương chứ còn trời nó vẫn hầm hầm. Vẫn hầm đúng không? Mưa gì mà đến cuối tháng 10 rồi mà nó vẫn còn hầm. Tối tôi làm việc tôi vẫn phải mở quạt máy mà. Như vậy là nó còn hầm thật. Nhưng mà hy vọng là trong vài ngày tới, là vì mình cũng sắp tới giờ đổi giờ nữa rồi đó. Thành ra là chắc khoảng hình chừng 2 tuần nữa sẽ đổi phải không? Cuối tháng 10 nhỉ? Cuối tháng 10, đầu tháng 11 chút thì sẽ đổi. Thành ra là có lẽ là trời nó sẽ bắt đầu vào cái mùa buồn. Nhưng mà cái mùa buồn nó tới thì mình nghĩ tới cái mùa Halloween, Thanksgiving, Christmas, thì mùa đèn sáng nó cũng vui tươi một chút. Không có gì vui. Không có gì vui nữa. Không gì vui sao ngủ trễ chứ. Mời bạn. Dạ vâng. Thưa quý vị, bản tin trong phần này được mở đầu với tin liên quan đến việc mà ông Trump muốn tạo ra cái khoảng cách giữa ông và một cái người luật sư cũ, mà ông nói rằng là trước đây chưa từng là luật sư của ông. Cựu tổng thống Donald Trump cố gắng giữ khoảng cách với một trong những người trước đây từng cộng sự với ông trong những nỗ lực lật đổ kết quả bầu cử của năm 2020. Đó là với bà Sidney Powell, vì gần đây bà vừa mới nhận tội trong cái vụ mà gọi là can thiệp bầu cử tại tiểu bang Georgia. Ông Trump đã lên trên mạng xã hội hôm Chủ nhật vừa qua vào ngày 22 tháng 10 và nói rằng là bà Sidney Powell chưa bao giờ là luật sư của ông ấy, vì điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi bà Sidney Powell đã nhận 6 tội tiểu hình liên quan đến vụ can thiệp tại Georgia và đồng ý hợp tác với bên công tố viên, bao gồm cả việc làm chứng chống lại các đồng phạm khác trong vụ án mà chánh biện lý của quận hạt Fulton County đã truy tố lên đến 19 người, bao gồm luôn kể cả ông Trump. Những bình luận của ông Trump là một nỗ lực nhằm giảm thiểu mọi thiệt hại có thể xảy ra đối với danh tiếng hoặc là vị thế pháp lý của ông từ thỏa thuận nhận tội của bà Sidney Powell. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ông Trump đã nhiều lần bị chỉ trích vì vai trò chính ông trong vụ can thiệp bầu cử tại tiểu bang Georgia, và ông vẫn bị chánh biện lý Fulton County điều tra. Trở lại với những bản tin liên quan đến cuộc chiến ở tại Israel, thưa quý vị, thì Israel đã ném bom vào dải Gaza bằng một số các cuộc phong kích vào sáng sớm ngày thứ hai. Theo giờ địa phương, nhiều máy bay của họ đã tấn công vào miền nam Lebanon cùng ở trong đêm, khi mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một cuộc triệu tập với các tướng lĩnh hàng đầu và nội các chiến tranh của ông ấy để đánh giá về cuộc xung đột đang leo thang. Một số các cuộc tấn công của lực lượng Israel tập trung vào trung tâm và phía bắc của dải Gaza, theo như truyền thông của Palestine đã đưa tin.
Tại khu vực bờ Tây do lực lượng Israel hiện nay đang kiểm soát thì hai người Palestine đã thiệt mạng tại trại tị nạn Jalazon gần khu vực Ramallah. Bộ Y tế Palestine đã chính thức xác nhận vào ngày hôm nay thứ Hai. Cơ quan Y tế Gaza cho biết là có ít nhất là 4.600 người đã thiệt mạng trong vụ ném bom kéo dài 2 tuần lễ vừa qua của Israel, bắt đầu sau vụ tấn công dữ dội của lực lượng Hamas từ ngày 7 tháng 10. Trong một bản tuyên bố, thì lực lượng Hamas cho biết là lãnh đạo Hamas của Palestine là Ismail Haniyeh và Ngoại trưởng Iran là Hossein Amiradoblahian đã thảo luận trong một cuộc gọi vào cuối ngày Chủ nhật hôm qua về một số các biện pháp để ngăn chặn tội ác tàn bạo của Israel ở tại Gaza. Israel thì đã tập trung xe tăng và quân đội gần khu vực biên giới có hàng rào chung quanh dải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas. Những lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể bùng phát thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn tại khu vực đã gia tăng vào cuối tuần qua, khi mà Hoa Thịnh Đốn lên tiếng cảnh báo nhiều rủi ro đáng kể đối với lợi ích của Mỹ trong khu vực và tuyên bố là sẽ triển khai mới các hệ thống phòng không tiên tiến tại khu vực. Ngũ giác đài đã điều động một lực lượng hải quân đáng kể tới khu vực Trung Đông, bao gồm 2 hàng không mẫu hạm, một số các tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 thủy quân lục chiến để giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng của lực lượng liên kết với Iran có thể xảy ra. Trong khi đó, thì từ Trung Quốc, truyền thông của nước này cho biết rằng đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc là Zhai Jun, người đang có mặt ở tại khu vực, lên tiếng cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột trên bộ quy mô lớn đang gia tăng và các xung đột lan tỏa trong khu vực là đáng lo ngại. Các quan chức an ninh của Iran thì nói với hãng thông tấn Reuters, chiến lược của Iran là để các lực lượng ủy nhiệm tại Trung Đông như là Hezbollah theo đuổi các cuộc tấn công hạn chế vào các mục tiêu của Israel và Mỹ, nhưng để tránh sự leo thang lớn thì sẽ kéo theo Tehran. Và đây là một hành động cao độ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thưa quý vị, bác sĩ Ayed Aysa Abuzar, coi như là viện trưởng của bệnh viện Al-Aqsa Modern Hospital, cho biết rằng là ngày Chủ nhật vừa qua là ngày đẫm máu nhất mà ông đã chứng kiến khi mà hàng loạt các vụ ném bom khắp dải Gaza đã xảy ra từ phía của Israel, khiến cho ông nói rằng là không có bệnh viện nào trên thế giới có thể một lúc mà điều trị nhiều bệnh nhân đến như vậy, và cũng như rằng là mỗi ngày hoàn toàn rất là khó khăn để mà cho lực lượng nhân viên của ông có thể điều trị và chăm sóc cho một số lượng lớn những người mà bị thương trong những cái vụ đánh bom cũng như là vụ mà gọi là pháo kích từ bên Israel nhắm vào dải Gaza. Nói hiện nay rằng là lực lượng nhân viên của ông hoàn toàn là bị cạn kiệt và không thể nào mà các nhân viên hiện tại trong bệnh viện này có thể điều trị một số lượng bệnh nhân ồ ạt vô nhiều đến như thế, khi mà họ bị thương rất là nặng và cần những bác sĩ rất là chuyên môn để mà điều trị những vết thương của họ sau khi mà bị trúng đạn hay là trúng bom. Trở lại với khu vực Biển Đông, thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua thì đã có tin tức của một số các vụ đụng độ giữa lực lượng tuần duyên Trung Quốc và tàu Philippines đã xảy ra va chạm. Hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines đã có một số các cuộc va chạm ở khu vực Biển Đông. Cả hai phía đều đã lên tiếng cáo buộc về cái vụ va chạm gần bãi cạn tranh chấp tại Biển Đông vào ngày Chủ nhật vừa qua. Ngày 22 tháng 10, thì một chiếc tàu Philippines xâm phạm vào vùng biển chung quanh đảo đá Nhân Ái thuộc quần đảo, theo cách gọi của Trung Quốc là Nam Sa, tức là quần đảo Hoàng Sa. Sau nhiều cảnh báo không hiệu quả, thì tàu hải cảnh của Trung Quốc đã ngăn chặn tàu Philippines xâm phạm theo quy định của pháp luật. Tuyên bố từ bờ biển, từ hải cảnh Trung Quốc đã cho biết như vậy. Mà thực sự thì đây là một cái đảo mà đang có tranh chấp, và đây là cái đảo nó nằm ở trong cái vùng nước của Philippines. Trong khi đó thì Philippines cho biết là các tàu Trung Quốc đã va chạm với một số các tàu Philippines trong nhiệm vụ tiếp tế cho Sierra Madre trên bãi cảng Ayungin vào ngày Chủ nhật, theo một tuyên bố từ lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines đã công bố như trên. Philippines thì gọi khu vực Biển Đông mà chúng ta gọi Biển Đông là biển Tây của họ. Philippines thì gọi bãi cảng này là bãi cảng Ayungin, còn Bắc Kinh thì gọi bãi cảng này là rạn san hô Nhân Ái.
trong khi thực hiện nhiệm vụ luân phiên và tiếp tế thường xuyên cho Sierra Madre, thì các thao tác trận nguy hiểm của tàu hải cảnh Trung Quốc năm 2003 đã khiến cho tàu này va chạm với tàu tiếp tế bản địa Unaiza do lực lượng vũ trang Philippines ký hợp đồng vào ngày 2 tháng 5 và đang có mặt để tiếp tế ở trong khu vực. Lực lượng Trung Quốc thì cho biết là lúc 6 giờ 14 phút chiều thì chiếc thuyền Unaiza May số 2 của Philippines, bất chấp nhiều cảnh báo trước đó, đã cố tình đi qua mũi của cảnh sát của hải cảnh Trung Quốc số 5023 đang hoạt động đúng pháp luật một cách thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm, và kết quả là đã xảy ra một vụ va chạm nhỏ. Đây là những hình ảnh mà chúng ta đã ghi nhận được, thì chắc chắn chúng tôi sẽ cùng theo dõi xem cái diễn biến của nó như thế nào. Dĩ nhiên hiện nay thì cả hai phía đều lên tiếng đổ lỗi qua lại là lỗi của nhau, nhưng mà thực sự thì cái vùng biển này từ trước tới giờ thì Philippines đã tuyên bố chủ quyền. Thưa quý vị, bước qua đến ngày 21, kể từ khi mà Hạ viện Mỹ không có một chủ tịch của cơ quan lập pháp này, sau khi 8 thành viên bên đảng Cộng hòa cùng với lại tất cả các thành viên bên đảng Dân chủ đã truất phế dân biểu Kevin McCarthy trong chức vụ chủ tịch. Và trong ngày thứ hai, tối ngày thứ hai hôm nay, thì các dân biểu bên đảng Cộng hòa sẽ mở ra một cái cuộc mà gọi là thuyết trình để cho những nhân vật chính thức đưa tên của mình vào ra muốn tranh cử cho chức vụ này đó. Quý vị đang nhìn thấy đây là ảnh của chính nhân vật mà đã tuyên bố rằng là họ có hứng thú để mà ra tranh chức chủ tịch của Hạ viện, để mà nghe chính người này có cái phần phát biểu trong một cuộc họp kín với các dân biểu bên đảng Cộng hòa sau khi mà dân biểu Jim Jordan vào tuần trước đã rút lui. Và trước ông Jim Jordan thì quý vị nhớ rằng là dân biểu Steve Scalise cũng đã rút lui khi mà không có những người nào có hội đủ những con số tối thiểu là 217 phiếu ở tại sàn Hạ viện để mà trở thành chủ tịch của cơ quan lập pháp này. Trở lại với tình hình tại Israel, thưa quý vị, ngày hôm qua và những ngày cuối tuần vừa qua đó thì có ít nhất là hai đoàn xe chở các vật dụng lên để hỗ trợ cho người dân ở tại dải Gaza, và cái cửa khẩu Rafah của Ai Cập đã lại đóng cửa sau khi mà cái đoàn xe mà chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị gồm có 20 chiếc xe tải viện trợ chở theo một số các cái thiết bị dụng cụ nặng đã tiến vào được dải Gaza. Và ngoài ra thì một số các cái mặt hàng nhu yếu phẩm cũng đã được đưa vào trong khu vực này. Hiện nay thì mặc dù một viện trợ một lần nữa đã được Liên Hiệp Quốc hoan nghênh như là một tia hy vọng nhỏ bé, nhưng họ cũng lên tiếng nói rằng việc cung cấp thực phẩm, nước uống và vật tư y tế gần như vẫn là chỉ là những cái con số nhỏ giọt, không đủ để có thể giải quyết các nhu cầu cần thiết do lệnh phong tỏa từ phía Israel, vốn càng ngày càng gia tăng kể từ sau khi Hamas tấn công Israel. Khi Israel chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza bằng cách tăng cường một số các cuộc không kích vào hai ngày vừa qua, thì binh lính của họ cũng đã tham gia vào một số các cuộc giao tranh và trao đổi hỏa tiễn lẫn nhau cùng với nhóm chiến binh Hezbollah ở khu vực biên giới với Lebanon. Phát biểu trước quân đội ở miền Bắc Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo nếu lực lượng Hezbollah phát động chiến tranh thì chắc chắn đây sẽ là một sự pha sai lầm lớn ở trong đời của họ. Đồng thời ông nói thêm, chúng tôi sẽ làm tê liệt họ bằng một lực lượng mà họ thậm chí không thể tưởng tượng được và hậu quả dành cho nó, và nhà nước Lebanon sẽ bị tàn phá. Đó là lời tuyên bố của ông Netanyahu đối với cái việc Hezbollah có những cái trao đổi về hỏa lực với lực lượng quân sự của Israel. Nhưng mà chính là những cái tuyên bố này thì làm cho các chuyên gia, nhà giới quan sát người ta lo ngại một cuộc xung đột cả một cái khu vực rộng lớn sẽ có thể nổ ra trong những ngày sắp tới. Xin trở lại với bản tin trong phần này là tin liên quan đến cái chết của một giáo sĩ ở tại tiểu bang Michigan. Thưa quý vị, cảnh sát địa phương vẫn còn đang điều tra cái chết của giáo sĩ Samantha Wolf, người mà cảnh sát cho rằng là đã bị mưu sát khi mà bị ai đó đã đâm vào người của bà ngay trong tư gia của bà vào cuối tuần vừa qua. Gia đình và bạn bè của bà đã họp mặt ở tại thánh đường Hebrew Memorial Chapel trong ngày Chủ nhật để mà vinh danh cuộc đời của bà. Bà Wu là president của một tổ chức do Thái giáo ở tại địa phương, nhưng mà bà đã bị thiệt mạng trong ngày thứ Bảy vừa qua khi mà cảnh sát tìm thấy bà nằm ở dưới đất khi mà đã bị nhiều vết thương đâm chí mạng. Và người ta nói rằng là có thể đây nó có liên quan đến một số các
thù hận chủng tộc cũng như là bài Do Thái, khi mà gần đây nó có nhiều những sự kiện xảy ra trên khắp thế giới liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Cũng liên quan đến một số các cuộc biểu tình, thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua đó thì nhiều địa phương tại Hoa Kỳ đã có rất nhiều các cuộc biểu tình bùng nổ. Một nhóm thì ủng hộ cho Palestine, và trong khi các nhóm khác thì ủng hộ cho Israel. Tức là nhiều tiểu bang đã có cả hai vụ biểu tình diễn ra cùng một thời điểm, nhưng mà ở các cái địa điểm khác. Người thì bên thì mình ủng hộ cho Palestine, bên thì ủng hộ Do Thái. Riêng một cái cuộc biểu tình ở tại Michigan, tại thành phố Minneapolis vào cuối tuần vừa qua đó, người ta đã nhìn thấy những người biểu tình chặn một con phố, và nhiều nhân chứng cho biết là có một chiếc xe hơi đã lao qua đám đông những người biểu tình. Sau 3 giờ 20 phút chiều vào ngày Chủ nhật vừa qua thì các sĩ quan từ sở cảnh sát Minneapolis đã trả lời nhiều các báo cáo về tình trạng xáo trộn chung quanh một cuộc biểu tình gần khu phố Loring Park ở thành phố này. Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Minneapolis Aaron Rose đã nói với đài Newsweek qua một cái email. Và Rose nói rằng nhiều nhân chứng cho biết có một chiếc xe lao qua đám đông và một người gọi điện cho biết là có nghe được tiếng súng nổ. Và trong thời điểm đó thì chưa có báo cáo nào liên quan đến các vấn đề thương tích liên quan đến cuộc biểu tình, và không có nạn nhân nào ra trình báo. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát người ta vẫn tăng cường và người ta đã theo dõi cái cuộc xáo trộn này. Quý vị đang nhìn thấy trên màn hình là những người ủng hộ cho Palestine thì đã ra tràn ra cái đường phố ở tại Minneapolis. Trong khi đó thì nhiều tiểu bang, như chúng tôi đã thưa cùng quý vị, cũng như là tại Minneapolis, là một địa điểm khác, thì lại có những cái cuộc biểu tình tuần hành để ủng hộ cho Israel. Trong cuối tuần vừa qua, thưa quý vị, thì lực lượng phòng vệ của Israel, Israel Defense Forces, cho biết rằng là ít nhất 320 mục tiêu mà họ cho rằng là mục tiêu khủng bố ở dải Gaza đã bị tấn công qua đêm, bao gồm những đường hầm ở dưới lòng đất mà những lực lượng Hamas cũng như là Islamic Jihad dùng để mà hoạt động, cũng như là một số các tòa nhà mà được trá hình làm là tổng hành dinh của lực lượng Hamas ở tại dải Gaza cũng đã bị Israel tấn công trong đêm, khi mà họ đã có một cái nỗ lực nhắm vào hơn 320 mục tiêu có liên quan đến các phần tử khủng bố trong dải Gaza chỉ trong một đêm thôi, mà đã có đến cả chục người một lần nữa đã bị giết bởi những cuộc không kích những không kích cũng như là những cuộc hoạt động quân sự từ lực lượng phòng vệ Israel. Vẫn liên quan đến tình hình Do Thái, thưa quý vị, hàng ngàn binh sĩ trong quân đội của Israel đang tập trung dọc theo khu vực biên giới với Gaza và đang chờ hiệu lệnh để có thể tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ ở tại khu vực này. Các quan chức của Israel đã lên tiếng cảnh báo về điều này trong 2 tuần lễ vừa qua, sau một số các nỗ lực thông báo để cho người dân tại dải Gaza phải di chuyển về phía nam. Câu hỏi được đặt ra là khi nào chính xác thì việc này sẽ diễn ra. Hiện nay thì vẫn chưa có một cái câu trả lời. Một số các cái thế lực quốc tế, kể cả các Hoa Kỳ, thưa quý vị, thì đang vận động với chính phủ Israel để có thể là hoãn lại cái vụ việc tấn công đổ bộ vào khu dải Gaza bằng đường bộ. Quý vị đang nhìn thấy đó, những cái lực lượng mạnh mẽ của quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các cánh đồng của nhiều nông dân ở tại khu vực phía bắc ở Gaza thì đã trở thành những cái nơi để tập trung những hàng đoàn các cái xe tăng. Phóng viên Nick Robertson của CNN đã có mặt ở tại đó và ông nói rằng hiện nay nếu mà đứng ở khu vực này thì có cảm giác như là một cơn sốt đang diễn ra ở tại khu vực, khi mà các lực lượng quân đội của Israel đã triển khai và chuẩn bị một cách ráo riết tại khu vực này. Trong khi đó thì cựu tướng của lực lượng phòng vệ Do Thái là ông Ziv Vel đã nói rằng miễn là điều này là điều quan trọng cần thiết, có lợi ích về mặt quân sự thì chúng tôi sẽ tiến hành. Ông là cựu tướng của lực lượng phòng vệ Do Thái. Ông nói, chúng tôi đang nâng cao khả năng tình báo và các khả năng nhắm mục tiêu của mình để có thể xúc tiến công việc này nếu theo đúng thời điểm và nếu như nó diễn tiến cần thiết như thế. Theo các quan chức y tế Palestine thì thiệt hại về vấn đề thường dân ở tại Gaza hiện nay đang gia tăng. Hơn 1/3 trong số này là các trẻ em. Và nhiều cuộc đàm phán kéo dài đã đưa đến việc là 2 con tin người Mỹ được thả vào cuối tuần trước. Nhưng điều này cũng không làm giảm nhiệt cho cái việc là quân đội Do Thái đang chuẩn bị một cách rầm rộ như vậy. Quý vị nhìn thấy trên màn hình thì hiện nay tất cả mọi thứ đều dường như là đã sẵn sàng để có thể có một cuộc tấn công trên bộ một cách chính thức.
tính toán của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào thời điểm này là hiện nay chưa có phát động cái lệnh tiến quân, nhưng mọi thứ đều như đã sẵn sàng ở khu vực biên giới. Như chúng ta đã thấy, cách đây chưa đầy một tuần thì những cánh đồng này cũng đã tập trung về các cái đội ngũ xe tăng, mà như chúng ta hiện nay đang thấy đó. Phóng viên của CNN, ông Nick Robertson đang tường trình và ông nói rằng cả khu vực đó như đang chuẩn bị trong một cái lò dầu, một cái chảo dầu sôi đang chuẩn bị để mà nó bùng nổ. Chúng ta cũng chờ xem và hy vọng là điều này sẽ không xảy ra. Thưa quý vị, sau đây là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, ông John Kirby, cho biết rằng là Tòa Bạch Ốc đang có một số các nỗ lực để mà cho quân đội Israel hãy thận trọng nhiều hơn nữa trước khi có một cái chiến dịch trên bộ nhắm vào trong dải Gaza. Ông John Kirby cho biết rằng là chúng tôi đang nói chuyện với những người đồng cấp ở tại Israel về kế hoạch của họ và cũng như là những chiến lược của họ. Chúng tôi đã đưa ra nhiều câu hỏi rất là khó khăn, những câu hỏi mà họ cần phải trả lời rằng là quân đội của họ sẽ làm những gì trước khi mà thực hiện những cái cũng như là chiến dịch quân sự quy mô trong dải Gaza. Và dĩ nhiên rằng là lực lượng Israel phải có những quyết định này chính cho họ để mà họ có thể bảo vệ người dân của họ. Nhưng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đưa ra những lời khuyên và những nhận xét liên quan đến những chuyện nên làm hay không nên làm, những chuyện nên làm để mà tập trung vào việc mà đem các con tin của nước Mỹ cũng như là các con tin của Israel về nhà của họ một cách an toàn. Tạm rời chiến trường của Israel trở lại với Hoa Kỳ, thưa quý vị, vào ngày hôm nay thứ Hai, đại công ty về khai thác dầu mỏ Chevron đã tuyên bố là họ đã đồng ý mua lại đối thủ là hãng Hess với giá là 53 tỷ Mỹ Kim. Hiện nay thì các giao dịch mua bán đang chờ giải quyết cho một thỏa thuận hợp nhất ngành dầu mỏ. Và nếu như thỏa thuận này được thông qua thì nó sẽ giúp cho Chevron tiếp cận được nhiều hơn nữa với các hoạt động sản xuất dầu đá phiến của Hoa Kỳ ở tại tiểu bang Texas. Đây là một phần của ngành mà Chevron đã dẫn đầu trong nhiều năm qua. Nếu mà cộng với tài sản dầu hỏa của công ty Hess ở Guyana thì công ty Chevron sau khi mua lại được đối thủ của mình sẽ trở thành một thương vụ đầy hứa hẹn cho công ty Chevron. Hiện nay thì Chevron có kế hoạch sử dụng lợi thế đó có thể để tăng số tiền mua lại cổ phiếu của mình lên 20 tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm. Một số các nhà nhận định thì chỉ trích các công ty dầu mỏ vì họ đã mua lại hàng chục tỷ Mỹ Kim cổ phiếu thay vì giảm bớt cái sự tăng giá cho người tiêu dùng, hoặc là dùng nó để đầu tư vào các cái năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Thì việc này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem liệu cái thỏa thuận này nó có được thông qua không, và cái ủy ban chống chế độ mà cái việc mà thâu tóm độc quyền của bất kỳ một cái công ty nào họ có thể sẽ duyệt cho cái kế hoạch này hay không, thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái tin tức cuối cùng liên quan đến vấn đề này. Trước khi kết thúc phần tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cái thông báo, thưa quý vị. Nếu quý vị nào thích xem The Voice thì tối ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10, tối thứ Hai. Thì nếu mà quý vị thích xem đó, thì xin quý vị lên cái đài NBC số 4 tối hôm nay, thưa quý vị. Từ 8 giờ cho đến 10 giờ tối thì sẽ có một cái chương trình The Voice mà trong đó có một nữ thí sinh người Việt của chúng ta đang cùng tham dự. Cháu tên là Rachel Nguyễn. Rachel Nguyễn năm nay 17 tuổi, thì trong 6 năm trước, năm 2017, cháu đã từng là một thí sinh trong chương trình V-Star Kids đã được Thúy Nga cũng như là Việt Face TV tổ chức ở tại Sài Gòn Performing Arts vào thời gian đó. Và cháu đã lọt vào cái vòng chung kết của cái giải V-Star Kids. Thì năm nay cháu 17 tuổi và cháu đã bắt đầu tham dự vào giải The Voice của Hoa Kỳ. Tối ngày hôm nay thì cháu sẽ trình diễn cái phần mà thi giấu mặt đã vượt qua rồi, và cháu đã được ghi danh chính thức vào cùng với đội của nữ danh ca nhạc đồng quê, phải gọi là nữ hoàng danh ca nhạc đồng quê, bà Reba McEntire. Và tối nay thì cháu sẽ có cái buổi trình diễn trong cái vòng tranh đấu đó. Thì hy vọng là mọi người sẽ cùng tham gia vào chương trình theo dõi và giúp cho cháu, nếu như chúng ta có những cái gì đó mà text hoặc là email hoặc là gọi điện thoại để giúp ủng hộ tinh thần cho cháu, thì đây là một cái điều rất là đáng quý. Tối nay, ngày thứ Hai 23 tháng 10 và ngày mai thứ Ba 24 tháng 10 từ 9 giờ đến 10 giờ tối cũng có một cái chương trình tiếp theo nữa. Mong quý vị theo dõi và ủng hộ cho Rachel Nguyễn.
Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, chương trình này ngày hôm nay là một lần nữa mời quý vị cùng trở lại với các sinh hoạt tại Hạ viện trong những ngày cuối tuần vừa qua. Vì đây vẫn là một cái vấn đề rất quan trọng đối với Hoa Kỳ trong thời điểm này, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine, cuộc chiến Israel vẫn đang tiếp diễn. Và tại Israel thì người ta đang nghĩ rằng sẽ có một cái sự bùng nổ trong khu vực này. Thì đây là những cái tin tức mà chúng ta cần theo dõi trong thời gian này. Nếu như Hạ viện Hoa Kỳ có một chủ tịch Hạ viện thì có thể sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn, kể cả cho Hoa Kỳ vẫn với các cái vấn đề liên quan đến đối ngoại. Trong cuối tuần vừa qua, sau khi ông Jim Jordan chính thức đã tuyên bố từ bỏ cuộc chạy đua thì đã thấy xuất hiện thêm một số các nhân vật của Hạ viện Hoa Kỳ đứng ra và tuyên bố là họ sẽ chính thức tranh cử. Chúng ta thấy trên màn hình, thưa quý vị, gồm có 9 nhân vật. Chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi với phần điểm qua một số các cái nhân vật này để xem liệu ai sẽ là gương mặt nổi bật nhất để có thể được bầu vào ghế chủ tịch Hạ viện trong những ngày sắp tới, với phần phân tích của Thái Lê Diệp sau đây. Thưa quý vị, chính khuôn mặt này, ngoài một hai người ra thì tôi còn quen thuộc, còn những người khác là những khuôn mặt rất là lạ đối với lại giới truyền thông, cũng như là rất là lạ đối với lại công chúng của nước Mỹ, khi mà chưa bao giờ mà chúng ta nghe đến tên tuổi và nhìn đến mặt của họ cho đến thời gian gần đây. Quý vị thấy đó, đây là những người mà mình không biết rằng là họ đại diện cho tiểu bang nào, trừ khi là mình nhìn lại được cái tiểu sử của họ. Ví dụ như là cái vị dân biểu mà tên là Jack Berman, được CNN liệt kê trong cái hình ảnh đầu tiên đó. Ông ta trước đây là phục vụ trong thủy quân lục chiến, lên được tới cái cấp gọi là thiếu tướng trong lực lượng thủy quân lục chiến, sau đó về hưu. Và ông nói rằng là ông muốn ra tranh cử. Ông nghĩ rằng là ông có thể có được những cái lá phiếu cần thiết, vì ông không có một cái mục đích tư lợi cá nhân gì hết để muốn trở thành chủ tịch Hạ viện. Ông chỉ muốn đóng góp trong cái vai trò này và làm những gì mà tốt nhất có thể cho đất nước, cũng như là cho đảng, cũng như là cho khóa quốc hội 118 mà thôi. Ông Berman hiện nay là thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện và coi như là chuyên về các vấn đề liên quan đến ngũ giác đài. Đó là dân biểu Jack Berman. Kế bên ông thì quý vị là dân biểu Byron Donald từ tiểu bang Florida. Ông này thì cũng chỉ mới phục vụ được có vài năm ở tại Hạ viện Mỹ mà thôi, là thành viên của khối Freedom Caucus. Chưa có được nhiều người mà gọi là trong đảng nghĩ rằng là có đủ cái tầm vóc để mà trở thành chủ tịch Hạ viện. Nhưng trong cái thời điểm này thì bây giờ ai muốn ra tuyên bố cũng được hết, cho nên Byron Donald cũng nói rằng là mình cũng sẽ ra tuyên bố tranh cử chủ tịch Hạ viện. Kế đến nữa, thưa quý vị, thì là ông Tom Emmer là hiện nay là nhân vật đứng hàng thứ ba. Nếu mà Kevin McCarthy còn làm chủ tịch đó, thì cái chức vị đó chia ra rằng là Kevin McCarthy, Steve Scalise, xong mới tới Tom Emmer. Tom Emmer thì hiện nay đang đứng hàng thứ ba, gọi là House Majority Whip. Thì ông này, tôi cũng không nghĩ rằng là ông cũng có nhiều cơ hội, tại vì ông Tom Emmer thì khác gì với lại Steve Scalise, đúng không? Khác gì với lại Kevin McCarthy. Nếu mà cái nhóm Freedom Caucus mà họ đã không có chấp nhận hai người kia, thì tại sao mà họ lại chấp nhận Tom Emmer, dù rằng là ông có thể hồi đủ cái sự ủng hộ từ đa số thành viên ở trong đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Và sau đó thì tôi cũng có thể lượt qua những nhân vật khác. Nhưng mà nói chung rằng là đây là những khuôn mặt rất là lạ với lại cử tri người Mỹ, chứ đừng nói chi là người Mỹ gốc Việt. Nhưng mà phải chờ xem rằng là tối ngày hôm nay thì các dân biểu bên đảng Cộng Hòa sẽ có những cái cơ hội để mà nghe phần thuyết trình diễn văn từ chính nhân vật này. Và sau đó thì chắc là họ sẽ bỏ phiếu trong đảng một cách hợp kín đó, để mà loại ra, thí dụ như trong 9 người này sẽ bỏ phiếu ra coi rằng là người nào ít nhất là đứng được cái cửa ngửa cao nhất, và có thể họ chọn ra là từ 2 hay là 3 người. Nhưng mà bây giờ nếu mà 9 người này mà người nào cũng muốn ra tranh cử thì chắc là cũng không ai đủ túc số đâu. Cho nên là chắc phải chờ xem coi là sao tối ngày hôm nay tới sáng ngày mai là ngày thứ 3, thì ngày thứ 4 thì coi là có thanh lọc bớt hay không. Chứ còn 9 người này ra cùng một lúc thì coi như là để tin cho vui, để mà cho những cái truyền thông biết rằng là mình cũng có tên, muốn tên tuổi với lại núi sông,
chứ thật sự mà họ có cái cơ hội thắng hay không thì vẫn còn rất là mơ hồ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ chờ đợi để xem các diễn biến này như thế nào trong tình hình hiện nay đang rất cần sự hiện diện của một chủ tịch Hạ viện để có thể giải quyết một số vấn đề đối nội và đối ngoại tại Hoa Kỳ. Cảm ơn phần phân tích của Thái Lê Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Một ngày đầu tuần thật nhiều sức khỏe đến tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Công ty Thẻ Xanh, chuyên bảo lãnh, đổi thẻ xanh, thi quốc tịch Mỹ. 714-766-3345. Gia Hưng Music and Video, nhà phân phối thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. AirTalk by AirVoice, một công ty viễn thông uy tín được thành lập từ năm 1999 với hơn 20 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ di động miễn phí cho các gia đình thuộc diện thu nhập thấp hoặc tham gia các chương trình hỗ trợ liên bang như SNAP, Food Stamps, Medicaid, SSI, v.v. AirTalk tự hào là nhà cung cấp hàng đầu các dòng điện thoại cao cấp như iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel hoàn toàn miễn phí cùng mạng 5G và gọi quốc tế về Việt Nam không giới hạn. Chỉ có tại AirTalk, liên lạc 1-866-386-3003 để ghi danh hoặc ghé qua các cửa hàng lân cận để nhận ưu đãi. AirTalk, viễn thông miễn phí, dành riêng cho bạn. Dược mỹ phẩm thương hiệu công thức độc quyền D1 by Tâm Đoàn FDA chuẩn thuận sẽ tạo nên sự khác biệt. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn. Hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Đậu rồi chị. Đậu rồi chị, em không vấn đậu à. Kết quả em đậu. Dạ, kết quả là tụi em đậu. Dạ, em đậu. Dạ, em đậu rồi. Cô đậu hay là đậu rồi đó. Dạ đậu rồi chị. Cô chú đã đậu được phỏng vấn rồi. Là chú rất cảm ơn văn phòng. Cảm ơn văn phòng Thẻ Xanh. Rất cảm ơn văn phòng Thẻ Xanh. Cảm ơn văn phòng Thẻ Xanh. Em rất cảm ơn văn phòng Thẻ Xanh. Cảm ơn văn phòng Thẻ Xanh rất nhiều. Em cảm ơn văn phòng rất nhiều. Công ty Thẻ Xanh cam kết giúp đỡ những người định cư Mỹ một cách thuận tiện. Tại công ty Thẻ Xanh, chúng tôi hiểu rằng quá trình định cư Mỹ không chỉ đơn giản là điền đơn. Dù quý vị đang tìm kiếm công hàm độc thân để về Việt Nam kết hôn, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng con cái, anh chị em, xin thẻ xanh ở lại Mỹ, thi quốc tịch Mỹ tiếng Việt, xin đừng ngần ngại gọi cho công ty thẻ xanh 1855 thẻ xanh hoặc 714-766-3345 tại Việt Nam, vui lòng gọi 0283810566. Bạn đang cần chiếc loa karaoke nhỏ gọn, mạnh mẽ, giá rẻ, thiết kế cực đẹp và có thể mang đi khắp nơi với pin tích hợp. Loa karaoke sách tay Tamon S1 chính là lựa chọn của bạn. Công suất 2000W max, 3 đường tiếng, 2 microphone, pin siêu bền bỉ, có thể thao giọng hát của bạn, echo reverb cực hay, nhiều cổng kết nối như HDMI, Bluetooth, USB. Tamon S1 đang có giá ưu đãi rất tốt cho khách hàng Vietface TV. Chỉ với 799 đồng, bạn sở hữu chiếc loa All-in-One cao cấp nhất hiện nay, nhiều màu sắc lựa chọn. Gia Hưng, nhà cung cấp thiết bị karaoke hàng đầu tại Mỹ. 407-704-6970. Tâm Đoàn mở khóa bí quyết của làn da trắng sáng. Ca sĩ Tâm Đoàn đã tạo ra mỹ phẩm dùng dưỡng da đa hệ thích hợp mọi lứa tuổi, loại da, màu da nam và nữ. Như đã thấy trên đài CBS của Mỹ, sản phẩm D1 bởi Tâm Đoàn đã đạt được niềm tin và khẳng định vị trí của mình với một thương hiệu độc quyền trong 4 năm vừa qua, từ thị trường Việt Nam cho đến thị trường Mỹ, ngăn chặn nếp nhăn ngay từ lúc chúng hình thành. Căng ra luôn, chính xác luôn, những gì tâm non non và khách review lại nói đó là sự thật. Em nào nám nên mua xài đi. Mình nó sáng ra với lại nó mịn ra, nó căng ra. Rất là căng, chị rất là thích, không phải đi mổ nữa. Đúng rồi, không như một phòng đào nhất cái gì nữa. Không cần trồng đỡ nữa. Cái bú nó nhỏ rồi, ra khỏi mổ. Chị Hoàng will make the difference. 888-376-6768. Tâm Đoàn trân trọng kính mời. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.